tập trung mọi nguồn lực để tuần văn hóa du lịch Long An diễn ra an toàn tuyệt đối là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út tại cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai các nội dung tuần văn hóa du lịch Long An 2022 vào chiều nay 12 tháng 9. Đến thời điểm này, Ban tổ chức tuần văn hóa du lịch Long An 2022 đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, triển khai thực hiện 13 nội dung diễn ra trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch Long An 2022. Phương án an ninh, lễ tân, khánh tiết, hậu cần, y tế đang được triển khai cụ thể. Nhìn chung, cơ bản các nội dung từng hoạt động trong kế hoạch tổng thể đã được triển khai đúng tiến độ. Từ nay đến ngày diễn ra sự kiện, Ban tổ chức tuần văn hóa du lịch Long An 2022 sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai các công tác liên quan đến phương án an ninh trật tự, lễ tân, khánh tiết, hậu cần, y tế, đẩy mạnh công tác truyền thông, hoàn thành đặt các standee poster tại các công ty lữ hành, trung tâm thương mại, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện, đơn vị cùng phối hợp thực hiện các nội dung tuần văn hóa du lịch Long An 2022, triển khai các công việc đảm bảo hoàn tất đạt yêu cầu. Đây là lần đầu tiên Long An tổ chức tuần văn hóa du lịch, sự kiện văn hóa quan trọng nhằm thu hút du khách, giới thiệu và quảng bá hình ảnh du lịch Long An. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út đề nghị các sở ngành địa phương cần phát huy tính chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022. Từng nội dung kế hoạch cần có người chịu trách nhiệm, phụ trách và báo cáo tiến độ thường xuyên nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra theo đúng kế hoạch, chương trình đã vạch ra. Đồng thời chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối tại buổi lễ khai mạc cũng như các hoạt động diễn ra xuyên suốt sự kiện.